Vâng, thưa quý vị, liên tục trong những ngày vừa qua thì chúng tôi đã phản ánh nghi vấn là găm hàng đẩy giá bán khẩu trang cao gấp hơn 10 lần so với những ngày thường để trục lợi tại huyện Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh. Điều đáng nói, dù lực lượng chức năng đã bắt quả tang thông qua nguồn tin của nhóm phóng viên thời sự cung cấp, thế nhưng tính cho đến ngày hôm nay đã là ngày thứ tư cơ quan chức năng của huyện Gia Bình và tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa lên tiếng chính thức về vụ việc. Vâng thưa quý vị, điều tra của nhóm phóng viên thời sự cho thấy là nhiều nghi vấn, biểu hiện bất thường. Cụ thể là dù lực lượng công an kinh tế có mặt tại hiện trường rất sớm, thế nhưng chiếc xe chở khẩu trang vẫn dễ dàng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hay việc không cho phóng viên ghi hình trong quá trình lập biên bản niêm phong, kiểm tra tang vật bị tạm giữ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây để thấy rõ hơn những bất thường này và trách nhiệm của các bên trong công tác quản lý giá, kinh doanh, buôn bán mặt hàng khẩu trang tại địa phương. Hiện trường vụ bắt quả tang ngày 5 tháng 2 tại huyện Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh. Khoảng 17 giờ, dù công an huyện Gia Bình đã có mặt tại hiện trường, song lái xe mang biển số 99C-068.44 vẫn dễ dàng tẩu thoát. Và các đầu mối thu gom khẩu trang cũng bỏ chạy. Điều đáng nói, ngay sau khi lái xe tẩu thoát, đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh mới có mặt. Còn chủ nhà đã nhanh chóng cửa đóng then cài như thế này. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã yêu cầu làm việc với chủ hộ tên Nguyễn Thị Bình, trú tại thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, trước nghi vấn găm hàng, trục lợi khẩu trang. Và đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được. Khoảng 10 thùng khẩu trang có nhãn hiệu bao bì sản phẩm của doanh nghiệp Quyền Anh đã bị thu giữ và lập biên bản. Số hàng này không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Mời thùng khẩu trang trên hiện tại chủ đình chưa chứng minh được nguồn gốc. Tổ công tác đã niêm phong và tạm giữ đưa về công an huyện Gia Bình để làm việc. Biên bản kết thúc hồi 18 giờ không. Chú vào, chú và chị mua hộ, chú vào đi làm từ thiện. Nghe không nhận đúng ký tên xác nhận từ đây. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16, địa chỉ thu gom bị bắt quả tang này chỉ cách trụ sở đội quản lý thị trường số 4 và công an huyện Gia Bình khoảng 1 cây số. Trong khi hoạt động thu gom và mua bán diễn ra khá tấp nập và công khai, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết đối với những cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng khẩu trang thì rất dễ nắm bắt. Tuy nhiên những cá nhân, cơ sở gom hàng hoạt động tại nhà thì việc phát hiện rất khó khăn. Bởi đây là giao dịch dân sự giữa người mua và người bán. Thực ra là đến thời điểm này là Cục Quản lý Thị trường cũng chưa phát hiện ra được là đơn vị nào hoặc cá nhân nào đứng ra bảo kê hoặc bảo lãnh hoặc dùng uy tín của mình để can thiệp vào cái việc là buôn bán sản xuất cũng như là vận chuyển trên đường. Nếu có phát hiện ra chúng tôi sẽ xử lý theo đúng theo luật công chức của nhà nước và cũng quy định của ngành. Tức là giấy tờ đi lại luôn các thứ. Giấy tờ những cơ sở này là những cơ sở mà không đăng ký được luôn. Ở Xuân Lai luôn. Thì mình tận dụng vào những cơ sở đấy đi luôn. Khoảng ngoài không đây mấy cơ sở đấy là mà không bán. Cứ một ngày mấy đến mấy hôm rồi. Quản lý thị trường của huyện còn có mọi văn hóa ở ngoài những kia nhưng mà không lại các vấn đề nhỉ. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phủ nhận không có chuyện bảo kê cho các cá nhân cơ sở kinh doanh trục lợi khẩu trang. Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên VTC16, tại huyện Gia Bình, hoạt động kinh doanh buôn bán khẩu trang giá cao gấp hàng chục lần những ngày thường vẫn diễn ra khá nhộn nhịp. Vâng thưa quý vị, số lượng khẩu trang đang bị cơ quan điều tra công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tạm giữ liên quan đến nghi vấn đẩy giá trục lợi không có hóa đơn. Trong số đó thì có bao bì sản phẩm giống với bao bì của công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Quyền Anh có trụ sở tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nơi mà phóng viên của VTC16 thực hiện phóng sự cách đây đúng một tuần. Và điều đáng nói là chủ doanh nghiệp Quyền Anh trước đó khẳng định giá khẩu trang 4 lớp này tại nhà sản xuất chỉ từ 15 cho đến 17 nghìn đồng một hộp, tức là một thùng khẩu trang 2.500 chiếc thì chỉ có giá từ 750.000 cho đến 850.000 đồng.
Thế nhưng thực tế sau một tuần thì giá đã được đẩy lên ngưỡng 10 triệu đồng một thùng, gấp hơn tới chục lần. Giá trên trời, thế nhưng chất lượng liệu có đảm bảo? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin nội dung này trong các bản tin thời sự tiếp theo trên VTC16.